Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay mình đang chơi nhân vật Andrew và có mặc cho Andrew một cái bộ trang phục thần chết nha mọi người. Bản đồ kho báu này. Úi giời ơi, ngon. Có cả một cái khẩu súng AWM luôn. Ơ gì kia? Gì kia, thanh niên nào kia? Đậu xanh, dừng lại nhanh. Úi giời ơi, nhảy xuống nhanh vậy. Đấy, anh em thấy chưa? Thì hôm nay mình có mang vào trận đấu thêm cả cái ba lô. Ba lô này thì nó nằm trong cái ba lô của thẻ vô cực nha mọi người. Thẻ vô cực mùa mới nha. Úi giời, chạy nhanh vậy hả? Ok, chờ xíu nha mọi người. Mình sẽ cố gắng kiểu là mình chạy để căn sọ thanh niên này bằng cái khẩu súng AWM. Chứ là mình sẽ không giết thanh niên này bằng một khẩu súng trường nào hết nha mọi người. À, chú chạy vào trong này hả? Thấy rồi nha. Úi giời ơi, cẩn thận cái đầu em ơi. Còn chưa có mũ nữa cơ hả? Chưa có mũ này thì vỡ sọ luôn. Không ngờ là thanh niên này thì bạn ấy đã có cả cái nòng giảm thanh. Quá ngon rồi. Rồi để xem nào. Để xem là trong cái khu vực này thì chúng ta có thể tìm kiếm được bao nhiêu thanh niên. Đó, hiện tại thì anh em có thể thấy được rằng là trên lưng của mình thì đang đeo một cái ba lô. Ba lô này thì theo như mình thấy nó khá là giống với một cái mặt nạ chống độc. Đó, và mặc cái bộ đồ thần chết này thì rất là hợp luôn nha mọi người. À, anh em có hỏi mình về cả cái ba lô khủng long. À đâu, ba lô con gì mà cũng khá là giống con khủng long anh em ạ. Hiện tại thì cái ba lô màu xanh đó thì nó chưa được bán trong shop nha mọi người. Chúng ta sẽ có thể mua sau. Khi nào mà trong shop mở bán cái ba lô đó thì mình cũng sẽ mua thôi. Ơ gì vậy? Gì vậy? Thanh niên nào kia? Rồi ok, chờ mình xíu, chạy xuống chiến luôn. Đâu rồi, chú đang ở chỗ nào rồi thanh niên? What the hell? Chạy nhanh vậy. Đậu xanh thanh niên. Thế luôn. Mình vừa thấy là thanh niên kia vừa chạy ở dưới này xong, trong khi mà mình chạy xuống thì chả thấy nữa. Không hiểu sao lại như vậy. Thử lên trên xem. Lên trên này thì khả năng cao chúng ta sẽ tìm kiếm được thanh niên lúc nãy. Không hiểu. Ủa ấy, thế là trên này vẫn chưa thấy luôn hả? Gì vậy ta? Ông này là không biết là ông ấy chạy kiểu gì nữa mà công nhận chạy nhanh thật. Trên này thì chẳng có gì để cho mình lượm luôn. Thế nên là mình sẽ phải di chuyển sang cái khu vực khác luôn nha mọi người. Trong này thì sao anh em ơi? Ủa ấy, trong này thì cũng trống trơn luôn. Chán ghê vậy. Thế thì mình sẽ lên tầng 2. Ồ, không có gì cả. Đậu xanh. Quá chán, quá chán, quá chán luôn. Đấy, nãy giờ sau khi hạ gục được một thanh niên đầu tiên thì tôi chạy mãi ra tận cái khu vực ngoài này nhưng mà vẫn chưa thể tìm kiếm được thanh niên tiếp theo luôn. Không hiểu ngày hôm nay thì các bạn ấy chạy đi đâu hết cả rồi cơ. Há đủ một con xe. Một con xe luôn nha mọi người. Được rồi, chờ xíu chờ xíu. Á, thì ra là xe 4 chỗ hả? Chú chết với anh rồi nha thanh niên. Thanh niên này, làm gì vậy hả? Dừng xe lại nhanh. Ơ kìa, vẫn chạy được hả? À, vòng lại để đâm mình này. Đâm tôi hả thanh niên. Một cái chết là vô cùng đáng thương cho thanh niên chạy xe quân đội 4 chỗ. Đây, lút xác thanh niên này thôi. Ơ kìa. Ơ sao mà không hiện đồ vậy? Ok, ngon. Mình nghĩ là chúng ta nên chạy bộ thì tốt hơn. Vì là con xe này hiện tại thì nó cũng đã nát rồi. Thử lên tròi xem. Lên tròi xem là còn gì nữa không rồi chúng ta sẽ chạy sau nha mọi người. What the hell? Trên tròi thì chỉ có tục thương thôi. Thế là hết luôn, chả còn gì nữa. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ phải tiếp tục di chuyển để có thể tìm kiếm được những thanh niên còn lại trong trận đấu này.
Sao mà ngày hôm nay thì tôi lại có cái cảm giác mà chơi game mà chạy mãi là chưa thấy ai luôn nha mọi người. Đây thử lên trên cái chỗ tháp thung lũng này xem. Đậu xanh, vẫn chưa thấy ai luôn này. Tôi đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm các ông rồi. Thế luôn, chạy mày nghỉ mà chưa thấy ai nên là cũng hơi bị chán anh em ạ. Hello, ngoài này có ai không vậy? À có hòm xăng này. Nhưng mà hòm xăng thì chẳng có gì để cho mình lượm luôn cơ. Toàn là ba cái đồ kiểu là mình không cần. Ô, trong nhà này thì cũng chẳng có ai luôn. À có Ska này. Lấy tạm cái khẩu Ska chơi. Khẩu Ska thì mình chơi quen hơn cái khẩu súng M451 nha mọi người. Vì là M451 thì mình cũng chơi nhưng mà mình ít chơi hơn Ska nhiều. Vì là Ska thì súng này bắn nó rất là cơ động luôn. Các bạn có thể bắn ở khoảng cách xa hoặc là khoảng cách gần. Rồi là bắn nhấp hay là bắn sấy thì cũng ok. Không có vấn đề gì cả. Rất là mượt luôn nha mọi người. Gì vậy? Hãy cho tôi thấy được vị trí của các bạn đi nào. Thế luôn, tôi chỉ cần kiểu là tìm thấy một thanh niên nữa thôi mà. Nhưng mà chạy mệt nghỉ, chạy mãi luôn. Chạy mãi thì chưa thấy ai. Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy thử lên trên này xem. Lên thử cái chân đồi chỗ thung lũng với lại giao nhau với cổng trời xem là có ai không thì chúng ta hạ luôn. À quả nấm này, ăn luôn nấm cho đỡ chán. Đơn giản là vì chạy mãi nhưng mà kiểu là không tìm thấy ai cơ nên là cũng chán anh em ạ. Rồi thử xem. Căn nhà 2 tầng chỗ này, căn nhà Doraemon. Toàn là ba cái đồ mình không cần thôi ạ. Đây đạn súng trường cũng tạm được luôn. Ồ lại là túi cứu thương này, ngon. Tay súng 2 luôn. Ok. À kia rồi, thanh niên nào kia? Thanh niên nào kia vậy? Đậu xanh. Đậu xanh chú định làm gì vậy hả? Xong luôn. Thế là xong. Như vậy là sĩ kẹo đã có được cho mình là 3 kill. Công việc của chúng ta bây giờ là chạy lên và hốt xác thanh niên này thôi. Khá nhiều đạn súng trường mũ 3 này. À và có tận 2 kẹo ngà 1x luôn. Mình thì mình chỉ lấy một kẹo ngà 1x thôi. Còn lại là để lại cho những thanh niên chạy sau. Đấy, ai mà lấy được thì cho các ông luôn. Hoặc là bạn nào mà không thích thì có thể là những cái trang bị ngon như kiểu là tay súng 3 này, nòng súng 3, nòng giảm thanh hoặc là ống ngà 1x thì các bạn có thể lượm nốt vào trong ba lô luôn để giấu. Không cho kẻ địch ai có thể lượm được những cái trang bị ngon như thế luôn. Ôi lại xe nữa hả, lại xe nữa hả đậu xanh. Một chiếc xe ngay ở hướng 330 độ luôn. Sợ ghê vậy. Ơ thế là rốt cuộc xe có chịu chạy lên hay không? Chạy xuống thì mình chạy xuống mình quất luôn, sao phải ngại, còn chạy lên thì công nhận là hơi bị ngại thật. Nó mà dùng xe đâm người thì thôi xong, mình xác định. Uầy, 2 chiếc xe luôn hả? Đậu xanh, nhiều ghê vậy. Tận 2 chiếc xe thì vụ này hơi bị căng nha. À kia rồi, 1 chiếc xe quân đội và 1 chiếc xe 2 chỗ nha mọi người. Dừng lại nhanh. Ơ kìa, vẫn chạy hả? Vẫn chạy hả? What the hell? Chạy nhanh quá cơ nên là sĩ kẹo thì cũng không đuổi kịp nữa. Kia kia, bên này thì theo như mình biết là vẫn còn 1 chiếc xe 2 chỗ. Nhưng mà thanh niên kia thì bạn ấy đã nhanh chóng chạy xuống cái khu vực thung lũng rồi. Nên là mình sẽ bỏ qua cho thanh niên kia thôi. Bây giờ chạy theo hướng bên này và tìm kiếm thanh niên đi xe 4 chỗ nha mọi người. Có xe quân đội màu xanh lá cây lúc nãy chứ còn con xe nào nữa. À kia rồi, xong luôn. Thế là xong. Sĩ kẹo đã có được 4 mạng. Nhưng mà con xe quân đội màu xanh lá cây lúc nãy thì mình còn chưa thấy nữa cơ. Nên là cũng không phải thanh niên này. Cố gắng xem, cố gắng tìm xem là thanh niên kia
bạn ấy đang ở đâu? Úi giời, ông này nghèo thế. Ngay cả một túi cơm thì cũng không có luôn. Sao lại gặp thanh niên kiểu là pu như vậy? Quá nghèo, quá nghèo. Úi giời, một con xe hai chỗ bốc khói rồi hả? Vậy thì thanh niên chạy xe bốn chỗ đâu rồi? Ở công nhận là tôi chưa thấy ai cơ. Chạy qua chỗ kia thôi anh em ơi. Chạy qua và chúng ta sẽ lượm xác thôi. Tôi thấy là đúng rồi. Ngay chỗ này thì có một hòm xác luôn. Lượm luôn. What the hell? Bên dưới có người nữa hả? Lại là xe nữa rồi anh em ơi. Đây núp tạm sau cái gốc cây chắc là ok. Úi giời ơi, thì ra là xe mui trần hả? Thế thì chú chết chắc với anh rồi thanh niên. Thanh niên đi xe mui trần này. Thanh niên đi xe mui trần này. Dừng lại nhanh. À, vòng lại để đâm mình hả? Ghê vậy, ghê vậy. Úi giời ơi. May mắn là sĩ kẹo vẫn đang còn sống nha. Đậu xanh. Đậu xanh, dám đâm sĩ kẹo hả? Xong. Úi giời ơi, ông nào lại chạy xe nữa cơ? Lại nữa hả? À kia rồi, xe quân đội 4 chỗ hình như là ông này phải không? Đậu xanh thanh niên. Thanh niên này, nhảy xuống xe nhanh. À đã nhảy xuống xe rồi nha. Úi, gì vậy? Gì vậy thanh niên? Bắn tôi hả, bắn tôi hả? Úi giời ơi, tôi lại sợ ông quá cơ. Tôi lại sợ ông quá cơ này, xong luôn. Bây giờ thì mình sẽ phải bơm máu cái đã. Căng quá. Lúc nãy là bắn nhau nó dồn dập quá nên là còn chưa có thời gian để sử dụng cái túi cứu thương nữa cơ. Ok, lúc sang nhanh thôi. Mình để ý là bên dưới có một chiếc xe hai chỗ màu xanh dương nên là tí đã lấy xe kia chạy thì cũng nhanh thôi. À, chỗ này vẫn còn một hòm xác này. Tiếp tục lút đồ thôi anh em. Ok, bây giờ là lên xe và chạy thôi anh em ơi. Chạy thôi. Vừa chạy thì vừa bơm máu luôn nha mọi người. Đây này, máu tụt rất là nhanh luôn. Phải nói là đến vùng bo này thì công nhận là nó đã khá là thấm rồi. À, có xe motor chắc hả? Rồi nhảy xuống, đổi xe này đi cho phê, ngại gì mà không đi. Ơ kìa, thanh niên trên tròi chạy xuống này. Thì ra là xe của ông này hả? Xe của ông này hả? Xe của ông này hả? Úi giời ơi. Mình xuống là mình chỉ mượn xe thôi nhưng mà không ngờ là thanh niên này đuổi theo nên là mình phải hạ gục bạn ấy luôn. Chết chưa? Một cái chết đáng đời chưa? Ai bảo là tôi chỉ mượn xe thôi mà. Ông ấy lại còn chạy xuống định cướp xe mình cơ. Đậu xanh, ông nào mà chạy lên tròi luôn vậy hả? Úi giời ơi, chơi lầy vậy. Chơi lầy vậy thanh niên, đậu xanh. Thế là xong. Như vậy là mình vừa hạ gục xong được thanh niên thứ 8. Thừa một cái nòng giáp thanh luôn. Thôi kệ, mình cứ để cái nòng giáp thanh trong ba lô vậy. Lúc nào thích thì mình vứt ra ngoài thôi. À, bên kia còn ai không vậy? Rất là nghi nha. Khả năng cao là cái tròi đối diện chúng ta thì cũng sẽ có một thanh niên. Uầy, thính ra nữa hả? Càng vậy càng vậy. Chưa thấy ai anh em ạ. Hình như là ngoài đó thì không có ai đâu. Ok, bây giờ là chạy bo thôi. Đây mình có xe motor chắc mà ngại gì. Đó, xe này thì vẫn còn khá là mới anh em ạ. Còn tầm khoảng là 60% cái giáp của xe cơ. Đậu xanh, đậu xanh. Ông nào mà vừa chạy con xe hai chỗ bốc khói của tôi vậy? Ok, chờ xíu mình đuổi theo ngay. Không để cho thanh niên này cướp xe của mình. What the hell? Trên căn nhà Doraemon thì có một thanh niên luôn. Nhưng mà thôi kệ. Chúng ta phải xử lý xong thanh niên này cái đã. Rồi chúng ta sẽ xử lý thanh niên ở nhà Doraemon sau. Úi giời, ông ơi, đừng bắn xe tôi, đừng bắn xe tôi. Để tôi lấy xe này tôi còn đâm con xe nhỏ nữa chứ. Nhanh đứng lại. À, vẫn chạy được hả? Ơ mà ông nào ngồi núp sau tảng đá thế kia? Úi giời ơi thanh niên. Vẫn đang còn sống hả? Vẫn đang còn sống này. Ừ thì vẫn đang còn sống này. Lên xe và tiếp tục đuổi theo thanh niên ngồi xe hai chỗ kia luôn. À, chú thích chơi chạy vòng tròn với anh luôn hả? Chơi lầy vậy thanh niên. Được rồi thì anh cũng chơi chạy vòng tròn với chú luôn. Chặn đầu xe này. Ok, hạ gục thanh niên này luôn. Xuống xe. À kia rồi. Kia rồi thanh niên. Kia rồi thanh niên. Úi giời ơi, thế là xong. 10 kill, một con số khá là tròn trĩnh luôn nha mọi người.
Và trong trận đấu này hiện tại của chúng ta vẫn còn tận 2 thanh niên nữa nha. Úi giời, Boa Thu rồi hả? Ok, mình có xe mà nên là mình cũng chẳng lo cho lắm cơ. Rồi chạy thử xuống phía dưới này xem là còn thanh niên nào không. Ồ, chưa thấy anh em ạ. Đây thử một đống đồ luôn. Hello. Ơ kìa, Boa Thu rồi mấy ông. Ông nào mà ở căn nhà đồ đi bắn lúc nãy thì nhanh chạy xuống đi kìa. À, đủ một thanh niên chỗ này hả? Chiến luôn sao phải ngại. Chú làm gì vậy hả? Chú làm gì vậy hả thanh niên? Đứng lại nhanh. Đứng lại nhanh thanh niên. Úi giời ơi, núp sau cây dừa hả? Đậu xanh. Bắn cũng ghê gớm nhỉ. Bắn cũng ghê gớm này. Xong, ok, 11 kill. À, thấy rồi nha, thấy rồi nha. Mình đã thấy được vị trí của thanh niên còn lại trong trận đấu này rồi nha. Ăn lựu đạn không em? Nhưng mà hình như là cái gốc dừa kia thì hơi bị xa, nên là mình đáp lựu đạn thì không có tới luôn cơ. Không tới nên là vụ này hơi bị căng. Ok, mình sẽ tìm cách để tiếp cận mục tiêu kia gần hơn nữa. Đáp thử lựu đạn này. À, chỗ này thì đáp lựu đạn vẫn chưa ok được. Lên hẳn trên này luôn. Kia rồi thanh niên. Ăn lựu đạn không em? Ăn lựu đạn không em này. À đủ thanh niên. Bạn ấy thì vẫn đang rất là cố gắng núp sau cái gốc dừa chỗ kia. Ăn lựu đạn này. Boa Thu rồi kìa bạn ơi. Chạy đi kìa. Chạy đi kìa, không chạy hả, không chạy hả. Anh em ơi, nhanh chạy bo thôi. Vừa chạy bo mà tôi vẫn phải canh thanh niên ở chỗ này nữa. Phải nói là khá là căng thẳng luôn. Đậu xanh thanh niên. À, ông này núp sau gốc dừa công nhận là ghê thiệt. Núp ngon đấy. Đậu xanh. Ông thử lòi cái đầu ông ra xem là có vỡ đầu hay không. Đây bây giờ mình sẽ dùng bom kẹp chống đạn để tạo ra một cái lớp như kiểu là một lớp tường chống đạn. Đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi ở đây và chờ thanh niên kia chạy lên thôi. À đủ. Thanh niên kia thì cũng xây tường băng hả? Xây tường băng hả đậu xanh? Chú xây làm sao được? Vì là anh có khẩu súng 3249, một băng đạn lên đến 100 viên cơ mà. Chúng mà xây đến đâu thì anh bắn nổ hết luôn. Bắn nổ luôn. Tưởng là anh ngại chú á? Anh không ngại chú đâu nha. Úi giời ơi, vỡ tờ băng rồi kìa. Trong khi đó thì vùng an toàn đang thu lại. Thôi xong rồi, kiểu gì thì thanh niên kia cũng phải chạy lên. Đúng rồi, chạy lên đi. Chạy lên này, chạy lên này. Chạy lên hả thanh niên? Chú chết với anh rồi nha. Úi giời ơi, xong, nhân giống luôn.